Thứ trưởng Y tế Việt Nam thừa nhận đang có dịch sởi. Kính thưa quý vị, tin từ Hà Nội, Việt Nam đã và đang có dịch sởi, đó là tuyên bố của một viên thứ trưởng Y tế tại buổi họp báo về dịch sởi do Bộ Y tế Việt Nam tổ chức chiều ngày 18/4/2014 vừa qua. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam nói rằng, năm 2012, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã ban hành hướng dẫn về giám sát dịch tễ. Hướng dẫn này quy định là chỉ cần có 3 ca bị sởi trở lên thì đã là dịch sởi. Trên thực tế thì từ cuối năm 2013 cho tới nay, trong các văn bản thông báo của Bộ Y tế đều đề cập tới dịch sởi. Đây là lần đầu tiên mà một viên chức cao cấp của ngành y tế Việt Nam công khai gọi tình trạng lây lan của sởi trên toàn quốc gọi là dịch. Sau khi công chúng và báo giới liên tục chỉ trích, chất vấn về việc giấu giếm không công bố sự tồn tại của dịch sởi, khiến công chúng thiếu chú ý và sởi lan rộng với hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Vào lúc này, thì sởi đã bùng phát tại 16 trên 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Theo thống kê mới nhất của sởi cho biết, thì đã có 8.500 đứa trẻ bị sởi và 116 trẻ trong số này đã bị thiệt mạng.